Hồi thứ 27 Đi ngàn dặm Mỹ nhiệm công theo anh Qua năm ải Hán thọ hầu chém tướng Nhắc lại trong số các tướng bộ hạ của Tào Tháo Ngoài Trương Liêu Có tự quản cũng chơi thân với dân trường Còn các tướng ai nấy đều kính phục ông Duy có Thái Dương là không ưa nên bây giờ nghe ông bỏ ra đi, Dương muốn đuổi theo. Nhưng Tháo gạt đi, nói. Y không quên chủ cũ, khi đến đây cũng như lúc ra đi, đều đường hoàng, minh bạch. Thật là bậc trưởng phu. Các ông đều nên lấy đó làm gương sáng mà bắt chước. Nói rồi, đuổi Thái Dương ra ngoài, không cho phép đi. Trình Dục nói thừa tướng đãi quan vũ hậu như vậy mà nay y ra đi không vào từ giả chỉ để mảnh giấy và lời lẽ ngông nghênh coi thường oai trên. thật là tội lớn nếu tha cho y về giới thiệu ấy là thêm cánh cho hùm chỉ bằng đuổi theo giết đi để tuyệt mối lo thao nói trước đây ta đã hứa nay há sai lời y là người trung nghĩa với chủ đáng khen không nên đuổi chú thích Muốn dạy cho các tướng giữ lòng trung nghĩa với mình Đọc tiếp Rồi bảo Trương Liêu Dân trường treo ấn niêm dạng Của cải không làm siêu lòng Tước lộc không làm đổi chí Người như vậy ta thật yêu kính vô cùng Chắc y đi cũng chưa xa Ta hãy theo tiễn đưa một chút để lấy lòng ông mau mau đi trước, bảo y hay dừng lại, đợi ta tới có đôi lời từ giả, và đem ít tiền lộ phí với chiếc áo bào tặng y, gọi là chút kỷ niệm về sau. Nhắc lại dân trường ra đi, cưỡi ngựa xích thố, có thể qua ngàn dặm một ngày, không ai theo kịp. Nhưng vì phải hộ tống xe hai chị không dám đi mau, chỉ rong cương từ từ bây giờ bỗng nghe sau lưng của người gọi lớn. Dân trường, hãy thông thả. Dân trường quay lại, thấy Trương Liêu đang phóng ngựa tới. Ông bèn bảo quân tùy tùng, cứ việc đẩy xe ra đường lớn đi như thường. Chỉ một mình gò cương con xích thố đứng lại, cầm chắc thanh long đau, hỏi Trương Liêu. Văn diễn đuổi bắt ta chăng? Liêu tên nơi nói, không phải, Thừa tướng nghe anh đi, nghĩ đường xá xa, xa xôi, buông ra tiễn chân. Nên sai tôi đến trước mời anh hãy dừng lại. Quả không có ý gì khác. Dù thừa tướng đem quân thiết kỷ tới, tôi cũng quyết tử chiến một trận. Ông nói rồi, dừng ngựa trên cầu. Trông lại xa xa, thì thấy Tháo đã dẫn vài chục người đi tới. Sau lưng có bọn hứa chữ, từ quảng, du cấm, ly điển, khi Tháo tới gần, thấy ông cầm ngang đao dừng ngựa trên cầu. liền truyền các tướng dừng ngựa lại, đứng dạng ra hai bên. quan công thấy tay mọi người đều không cầm binh khí, lòng mới yên yên. Chú thích. Tuy các tướng không giác đau búa, giáo dài nhưng ai nấy đều có đeo gươm. Đọc tiếp. Thao lên tiếng hỏi, sao dân trường đi vội vàng quá vậy? Quan công ngồi trên ngựa, khẽ nghiêng mình đáp. Trước sau tôi đã bẩm với thừa tướng mọi sự. Nay chủ cũ ở Hà Bắc, tôi không thể không gấp rút ra đi. Đã mấy lần tới phủ, đều không được vào hầu, nên tôi để bái thư cáo biệt. Phong vàng treo ấn, nạp lại thừa tướng. Mong thừa tướng chớ quên lời ước trước kia. Thảo nói, ta muốn thủ tính với thiên hạ, lẽ nào phụ ước? Chỉ sợ tướng quân đi đường xa, thiếu nhu dụng, nên đem chút lộ tư tư tiện đó thôi. Thao dứt lời, một tướng cưỡi ngựa bưng một mâm vàng ra trước trao tặng. Quan công nói, tôi được ơn thừa tướng ban cho nhiều lần, nay hãy còn dư dùng. Vậy xin thừa tướng giữ số vàng này lại mà thưởng công các chiến sĩ. Chỉ một chút vật ngoạn này gọi là đền đáp công lớn trong muôn một. Thương quân đừng từ chối. Chú công nhỏ mọn của tôi nào đáng kể làm gì? Thao mỉm cười nói. Chú thích. Cười cay cười đắng. Đọc tiếp. Dân trường là nghĩa sĩ thiên hạ. Tiếc rằng thân ta bạc phúc không giữ được nhau. Chú thích. Thăng thân bạc nghĩa càng tỏ ra luyến tiếc muôn dặn. Đọc tiếp. Thôi thì có chiếc áo này, gọi là tỏ tâm lòng ta vậy. Nói rồi sai một tướng xuống ngựa, hai tay nâng chiếc cẩm bào tới trao. Dân trường sợ có mưu lừa, không dám xuống ngựa, cứ ngồi trên cao, đưa mũi thanh long đao ra khều lấy áo. Quàng lên vai rồi quay đầu ngựa tạ rằng. Cảm ơn thừa tướng cho chiếc áo này. Ước mong rồi sẽ có ngày hội ngộ. Chú thích. Hội ngộ ở đường tắt qua dung. Đọc tiếp. Tạ rồi quay ngựa xuống cầu, trông về phía bắc đi thẳng. Thế quan công cứ hiên ngang ngồi trên ngựa rồi đi, hứa chữ bảo tháo. Ăn vô lễ quá, sao không bắt lại? Tháo nói. Y có một người, một ngựa, mà ta những hơn hai chục người, làm sao y khỏi nghi được? Chú thích. Giải thích dùm quá công. Đọc tiếp. Thôi, ta đã nói cho đi, thì không được đuổi nữa. Dứt lời, quay ngựa dẫn các tướng về thành. Dọc đường tháo luôn miệng khen ngợi, nhớ tiếc dân trường mãi không thôi. Hãy tạm gác việc tháo về hứa đô, nói về dân trường sau khi từ biệt tháo. Dội phi ngựa theo xa trượng, nhưng đã ba chục dặm mà không thấy đoàn người đâu. Ông quán sợ, dục ngựa rã cương chạy khắp bốn bề tìm kiếm. Bỗng nghe tiếng một người đứng trên núi gọi lớn. quan tướng quân, hãy tạm dừng lại. Nhìn lên, thấy một chàng trai mặc áo gấm, đội khăn vàng cầm thương dục ngựa dẫn hơn trăm quân bộ hạ chạy xuống nơi cổ có đeo một cái đầu người quan công hỏi nhà ngươi là ai thanh niên đến nơi bỏ thương xuống ngựa lại phục xuống đất nhưng dân trường ngờ có mưu lừa vẫn cầm chắc lông đao gọn ngựa hỏi tráng sĩ cho biết tên họ Bấm tướng quân, tôi giống người tương dương, họ liêu tên quá, tự là nguyên kiệm. Chú thích, có sách ghi là hứa. Đọc tiếp. Gặp thời loạn lưu lạc giang hồ, tụ tập hơn 500 người cướp bóc kiếm ăn. Giữa khi nãy, đồng bạn của tôi là đỗ diễn xuống núi Tuần Tiểu, nhỡ cướp bắt hai vị phu nhân lên núi. Tôi hỏi tên danh mới biết là phu nhân của Hoàng Thúc nhà Đại Hán lại nghe của tướng quân đi hộ tống, tôi liền bảo đưa xuống trả ngay. Nhưng đỗ diễn thốt lời sang bậy, tôi phải giết đi. Giờ tôi đem đầu nói dân tướng quân, xin chịu tội. Thế hai phu nhân đâu? Hiện ở trên núi. quan công dội bảo đem xuống lập tức. chốc lát, hơn một trăm tên giặc hộ tống xa trượng xuống đến nơi. Ông xuống ngựa đặt đao, chắp tay trước xe, bẩm rằng. Hai chị có sợ hãi không? Hai bà cùng nói Nếu không có Liêu Tướng Quân che chở Ác đã bị đổ diễn làm nhục rồi Ông hỏi quân hậu Liêu quá cứu hai phu nhân Hư thực ra sao? Quân hậu kể lại Đỗ diễn đón đường bắt xa trượng lên núi Bảo liêu quá chia đôi Mỗi người một phu nhân làm vợ Nhưng quá hỏi rõ căn do thì một lòng bái kính ngăn cản độ diễn diễn không nghe nên bị quá giết chết quan công nghe thuật rõ ràng bèn bái tạ liêu quá quá xin dẫn quân bộ hạ đi hộ tống nhưng ông thầm nghĩ gã này vốn là dư đảng khăn vàng không nên làm quen bèn từ mà đi liêu quá lại đem vàng lụa ra tiễn ông cũng không nhận qua đành bái biệt rồi dẫn đồng bạn vào trong hẻm núi. Bấy giờ dân trường mới đem chuyện Tào Tháo tăng cấm bào kể với hai phu nhân, rồi thúc giục quân hầu đẩy xe đi gấp. Đi đến chiều tối vào một thôn trang xin trọ. Trang chủ đầu tóc đã bạc phơ, ra đoán tiếp rồi hỏi. Chẳng hay, quý tính phương danh là gì? quan công thi lễ đáp. Thưa lão trượng, tôi họ Quang, tên Vũ, em Lưu Quyền Đức ạ. À. Cụ già hỏi. Có phải, ngài là Quang Công, đã chém nhang lương văn xú không? Thưa, chính phải. Cụ già rất mừng, mời vào nhà. Quang Công cho biết trên xe còn hai vị phu nhân. Cụ liền sai vợ con ra đoán vào. Hai phu nhân vào đến nhà ngồi nghỉ quan công chắp tay đứng một bên cụ già mời ông ngồi ông đáp hai chị tôi ở đây tôi đâu dám ngồi cụ già bèn bảo vợ con mời hai phu nhân vào trong nhà khoản đãi còn mình ngồi nhà ngoài tiếp đãi quan công ông hỏi tên họ cụ đáp tôi họ hồ tên hoa đợi hoàng đế có làm nghị lan sao về trí sĩ ở lạc Hiện tôi có một con trai, tên Bang, đang làm tổng sự với quyền quan thái thú Quỳnh Dương, là Dương Thực. Vậy, tương quân có đi qua đường ấy, dám phiền ngại đưa hộ một phong thư cho Tiểu Nhi. Ông xin nhận. Sáng hôm sau, cơm nước xong, mời hai chị lên xe. Quan công nhận lấy thư của hộ qua rồi từ biệt, lên đường nhắm hướng Lạc Dương đi tới. Trước hết đến một cửa ải tên là Đông Lĩnh Quang. Chú thích. Đây là cửa ải thứ nhất. Đọc tiếp. Tướng giữ ải họ khổng tên Tú, đem 500 quân đóng trên núi. Hôm ấy thấy quan công đưa xa trưởng tới, quân lính báo lên núi cho Tú hay. Tú xuống mở cửa chào đón. Ông xuống ngựa cùng Tú thi lễ. Tú hỏi. Tướng quân đi đâu bây giờ? Ông nói thật. Tôi vừa từ giả thừa tướng sang Hà Bắc tìm anh tôi. Diên Thiệu ở Hà Bắc là kẻ địch với thừa tướng. Vậy tướng quân sang đây, hắn có văn bằng thừa tướng cấp. Chú thích. Tháo cho vàng lụa cho áo bào mà không tiến cho một tấm văn thư. Thế có nghĩa là không giữ lại mà vẫn giữ. Đọc tiếp vì hành kỳ gấp rút nên không thảo kịp. Nếu đã không có văn bằng, thì tôi phải sai người về kính bẩm thừa tướng, rồi mới dám để tướng quân đi. quan công bất bình nói, Đợi bẩm báo lâu quá, e nhỡ mất hành trình của ta. Tu Cường quyết nói, Phép tắc nghiêm ngặt lắm, bắt buộc phải như vậy mới được. Ông sẵn tiếng hỏi, Có thật người không cho ta qua ải chăng? Tú cũng dở giọng. Người muốn đi, phải để gia quyến lại đây làm tin. Quang công đùng đùng nổi giận, dơ đao sấn tới. Khổng Tú chạy lên ải quang, đánh trống tập hợp quân sĩ, rồi nai nịch lên ngựa, kéo xuống nạt lớn rằng. Nào, mày dám vượt qua ải ta chăng? Quang công bảo quân hầu để lùi xa trượng lại một khoảng, rồi túc ngựa múa đau chẳng thèm nói nữa lời sấn tới chém khổng tú. Tôi dùng giáo đoán đánh. Hai ngựa dao đầu chỉ một hiệp, lưỡi cương đao đã chém trúng khổng tú, chết lăn xuống ngựa. Chú thích, chém một tướng. Đọc tiếp. Quân tú sợ hãi bỏ chạy hết. quan công kêu gọi rằng. Quân sĩ đừng chạy, ta bước đắc dĩ phải giết khổng tú. Còn các ngươi vô căng, ta nhờ chúng quân chuyển dùm lời tới thừa tướng rằng vì khổng tú muốn hại ta nên ta phải giết quân sĩ đều tới lại trước ngựa ông liền mời hai phu nhân cho đẩy xe ra khỏi cửa quan tiến về phía lạc chương. chú thích đây là cửa quan thứ hai đọc tiếp bây giờ đã có quân báo với thái thú hàn phúc phúc dội hội các tướng sĩ bàn định viên nha tướng ải lạc dương làm mạnh thản hằng hái nói không có văn bằng của thừa tướng tức là y tự tiện đi việc riêng rồi nếu không cản lại ác chúng ta mang tội sau này chú thích quá sợ tạo tháo thành thử quên sợ quan công đọc tiếp hàng phúc nói quan vũ là tay mãnh tướng nhan lương văn xú chết về tay hắn nay không thể lấy sức mà địch phải bài mưu mà bắt mạnh thản lại nói tôi có cái này trước hết hãy đem trong trà chôn kính cửa ải đi đợi khi hắn đến tiểu tướng xin kéo quân ra đánh giá thua chạy dụ hắn đuổi theo bây giờ thái thú phục quân ẩn sẵn cứ sai bắn tên ra để quan vũ ngã ngựa lập tức bắt lấy giải về hứa đồ ắt được trọng thưởng bàn tính xong có tin báo quan công đã đưa xa trưởng tới Hàng phúc vội đem cung tên dẫn hơn ngàn quân mã dàn trước cửa rồi lên tiếng hỏi ai đi đó quan công ngồi trên ngựa dương mình đáp kháng thọ đình hầu quan mổ xin nhờ đường đi qua Còn văn bằng của thừa tướng không vì việc gấp không kịp thảo ta dân quân mệnh thừa tướng trấn thủ đất này chuyên khám xét kẻ gian tế qua lại nếu không có gian thư tức là trốn quan công nổi giận nạt nổ khổng tú ở cửa đông lĩnh đã bị ta giết rồi bây giờ ngươi cũng muốn tìm cái chết nữa sao phúc gọi lớn ai bắt nó cho ta tức thì mạnh thản thúc ngựa ra múa tích đôi đao tới chém quan công ông lại kêu quân đẩy lui xa trượng lại, rồi dục ngựa đoán đánh. Đánh chưa được ba hiệp, thản đã quay ngựa chạy về. quan công đuổi theo. thản vốn chủ ý dụ ông. Bây giờ, những tưởng đắc kế. Không ngờ, ngựa xích thố phi nhanh quá, chớp mắt đến ngay sau lưng. Thánh long đao liền dung ngang một loáng, chém mạnh thẳng đứt làm hai khúc. Chú thích chém hai tướng. Đọc tiếp. Chém xong, ông quay ngựa trở ra. Bây giờ hàng phúc vội dương tay, hết sức bắn theo một phát, trúng vào cánh tay trái của ông. Ông cắn răng rút mũi tên ấy, thấy máu tuôn không ngớt. Bèn nổi giận quay ngựa lại quyết giết hạng phúc. Quân sĩ trong ải chưa kịp đề phòng, thấy ông xung đột thẳng vào thì khiếp đảm, bị đánh giết tứ tán. Phúc chốc, ông sấn thẳng tới sát mặt Hàng Phúc. Phúc không kịp trở tay, bị chém một đao đứt luôn cả hai vai với cây đầu rơi xuống đất. Chú thích, chém ba tướng. Đọc tiếp. Quân Phúc bị đánh tan, quan công lại bảo hộ xa trượng ra khỏi cửa ải, rồi xé lụa buộc vết thương. Lại sợ có kẻ manh tâm ám hại dọc đường nên không dám dừng lâu, phải thôi thúc mọi người đi suốt cả đêm ấy, thẳng tới nghi thủy quang chú thích. Đây là cửa thứ ba, có lẽ là dĩ thủy mới đúng, sách in là một chữ chăng. Đọc tiếp. Tướng giữ cửa nghi thủy là người tinh châu, họ biện tinh hỷ, có tài sử dụng chiếc lưu tinh trùy, vốn cũng là dư đảng và khăn dạng. Sau đầu hàng Tào Tháo được lệnh giữ cửa ải này. Bây giờ nghe tin quan công sắp đến Biện hỷ nghĩ ra một kế. Bèn tới ngôi chùa Trấn Quốc, phía trước ải, bố trí. Mai phục sẵn 200 quân đao phủ. Dặn đập cái chén làm hiệu thì đổ ra mà giết. Sắp sẵn đầu đó, biện hỷ ra cửa ải đón tiếp quan công. Quan công thấy hỷ ra đón, bèn xuống ngựa chào hỏi. Hỷ nói, Quay danh tướng quân lấy lừng thiên hạ ai là người chẳng kính ngưỡng nay ngày về với hoàng thúc đức trung nghĩa càng sáng rõ bội phần quan công đem chuyện với khổng tú Hàng phúc thực thà kể lại hỉ nghe qua nói rằng tướng quân giết bọn đó là phải lắm khi nào ra mắt thừa tướng tôi sẽ thay lời ngài bấm rõ sự thể với người ông nghe nói mừng lắm bèn cùng lên ngựa qua cửa ngư thủy thẳng tới trước chùa Trấn Quốc xuống ngựa. Các nhà sư đánh chuông rồi ra đón. Nguyên chùa này là Trần Quốc Tự ở gần Đông Đô do Minh Đế nhà Hán sai xây dựng từ xưa để làm nơi ngự giá hành hương. Chùa có hơn 30 vị sư tăng trụ trì trong số đó có một vị cùng quê quán với quan công, pháp danh là Phổ Tỉnh. Bây giờ phổ tỉnh thiền sư biết rõ mưu thâm của biện hỷ mới bước tới chào hỏi quan công. Mô Phật, tương quân xa đất bộ đông đã bao năm rồi nhỉ? Ông ngạc nhiên đáp. Mô Phật, kể đã gần 20 năm rồi. Thế ngài có còn nhận ra bần tăng này chăng? Ông bỡ ngỡ nói. Ly hương đã quá lâu, thành thử cũng không nhớ rõ hả? À. Phổ Tĩnh gợi lại. Nhà bần tăng với nhà tướng quân chỉ cách nhau một nhánh sông nhỏ mà. Biện hỷ thấy phổ Tĩnh kể lễ tình lân lý quê hương, sợ lộ mưu, bèn gắt ác đi. Ta đang sắp mời tướng quân dự tiệc, ngươi là kẻ tu hành, lôi thôi nhiều lời làm cái gì? Quan công nói không nên như vậy người đồng hương gặp nhau há lại không trò chuyện hỏi han đôi lời phổ tĩnh được thể mời ông vào nhà phương trưởng uống trà ông nói hai vị phu nhân còn ngồi trên xe kia định dân nước trước phổ tĩnh sai người bưng nước trà ra xe dân hai bà rồi mời quan công vào phương trưởng. vừa vào khuất bên trong phổ tĩnh vội đưa tay rút cây giới đao đeo bên trong áo rồi đưa mắt ra hiệu cho ông. Ông hiểu ý, bèn gọi tá hữu cầm đao theo hậu cẩn thận. Một lát, biện hỷ chào mời ông lên pháp đường giữ yến. Ông hỏi, Quá thật là biện quân mời quan mổ vì hảo ý, hay muốn lừa nhau đây? Hỷ giật mình, chưa kịp trả lời, ông đã đưa nhanh mắt ra chung quanh, thấy các bức mạng bốn vết tượng đều lai động. Đúng là có quân đao phủ. Bèn quát lớn vào mặt hỉ. À, ta tưởng mày là người tốt. Sao mày dám như thế này? thì biết việc tiết lậu, vội thét tả hữu hạ thủ. Nhưng chúng vừa toan trở tay, đã bị quan công dung gươm chém chết lặn. Đứa nào thoát chết thì chạy trốn tán loạn. Bây giờ hỉ thoát xuống thềm, xoay quanh hành lang mà chạy. Quan công bèn bỏ gươm, cầm lấy đại đao mà đuổi. Hỷ ngầm lấy chiếc phi chùy ném quật lại, nhưng ông đưa đao gạt phăng đi, rồi phóng mình tới chém một nhát. Thân biện hỷ đứt làm hai đoạn. Chú thích. Chém bốn tướng. Đọc tiếp. Chém xong, vội quay về xe hai chị, thì thấy đám đông quân sĩ đeo dây kính chung quanh. Ông quát lên một tiếng, chúng nhìn lại thấy ân thì kinh hồn bạc vía bỏ chạy hết đuổi đánh tan quân ấy ông trở lại tạ ơn sư phổ tỉnh không có ngô sư thì tôi đã bị tên giặc hại rồi phổ tỉnh nói sự đã thế này bận tăng khó mà ở đây được nữa cũng xin thu xếp kinh kệ dân du nơi khác rồi có ngày gặp lại nhau xin tướng quân giữ gìn mình vàng cho cẩn thận. Chú thích Sẽ gặp nhau ở núi Ngọc Tuyền. Đọc tiếp Quan công tạ ơn, Từ giả phổ tỉnh, rồi lại hộ tống xa trượng ra đi, nhắm hướng Quỳnh Dương tiến phát. Chú thích Đến cửa ải thứ tư Thái thú Quỳnh Dương là dương thực, vốn có tình thông gia với Hàn phúc ở Lạc Dương nghe tin quan công giết mất hạng phúc bèn họp bộ hạ bàn mưu ám hại ông một mặt sai tướng sĩ giữ vững cửa ải khi ông tới thực mở cửa ra đoán tươi cười vui vẻ chào hỏi ông thực thà trình bày việc đi tìm anh dương thực dồn dã nói à, tướng quân rong ruổi đường xa hai vị phu nhân trên xe hẳn mệt mỏi lắm vậy xin mời vào quán dịch nghỉ ngơi một đêm sáng mai lên đường cũng chưa muộn quan công cảm ơn nhận lời thực lại mời ông tới dự yến nhưng ông từ tạ không đi thực sai người đưa cổ bàn tới quán dịch bây giờ vì đi đường xa đã chịu nhiều tân khổ ông bèn mời hai chị ăn bữa cơm ấy rồi ông vào chính phòng ngồi nghỉ cho phép quân hầu đi ngủ hết cho ngựa ăn uống xong ông cũng cởi giáp cho nhẹ mình tối hôm ấy Dương Thực ngầm gọi viên tổng sự Hồ Bang tới truyền mật lệnh rằng quan Vũ phán bội thừa tướng mà trúng dọc đường lại giết thái thú cùng các tướng hiệu giữ cửa tội đáng chết không thể nhẹ tay y cô võ nghệ cao cường khó địch nổi về đêm nay người điểm lấy một ngàn quân dây chặt quán dịch mỗi người cầm sẵn một bó đuốc đợi đến canh ba nhất tệ phóng quá vào không trừ một ai hết phải đốt cho chết hết ta sẽ dẫn quân tiếp ứng bên ngoài hồ ban dân lệnh bèn điểm đủ số quân sĩ rồi ngầm đem củi khô cỏ nỏ với độ dẫn quả chất quanh dịch quán hẹn giờ ra tay sắp sẵn đầy đủ rồi ban lại tần mần nghĩ thầm đã từ lâu mình chỉ được nghe tiếng quan dân trường mà chưa trông thấy hình dung diện mạo ông ấy tiện đi thử ghé vào ngó một chút xem nào chú thích Trước khi giết phải xem mặt cái đã Ai lại giết người mình chưa thấy mặt Đọc tiếp Nghĩ rồi bước vào quán dịch hỏi viên dịch lại quan tướng quân hiện ở đâu Dịch lại đáp Ngài đang ngồi trên sảnh đường xem sách Hộ bang rón rén tới trước sảnh Rồi dừng lại lén nhìn vào Quả thấy quan công Đương bệ vệ oai nghiêm dánh đèn nhẹ đưa tay trái vuốt râu ngồi giữa ghế xem sách chú thích ông thần sống về ngồi trong miếu đi đọc tiếp hồ bang trông thấy bất giác sinh lòng kính sợ buộc miệng kêu lên thật là người nhà trời quan công nghe tiếng ngạc nhiên hỏi ai đấy hồ bang bước thẳng vào lại Tôi là Tổng sự Hồ Bang, Bộ Hạ quan Thái Thú Quỳnh Dương ạ. À. Ông chợt nhớ ra một việc bèn hỏi. Có phải con của Hồ Qua ở ngoại thành Hứa Đô đó chăng? bẩm chính phải. Ông liền gọi người tùy tùng mở hành lý lấy phong thư của Hồ Qua trao cho Hồ Bang. Bang cảm ơn, mở thư của cha xem, rồi than thầm trong lòng. Chết chưa? chút nữa ta lại hại lầm một bậc trung lương. Bèn mật cáo với quan công. Tương quân không biết, dương thực đem giả dạ bất nhân, muốn hại ngài đó. Hiện đang ngầm sai quân dây kính bốn mặt quán dịch này, hẹn nhau đến canh ba nổi lửa. Vậy bây giờ tôi lén ra mở cửa ải, tương quân mau mau thu xếp ra khỏi thành ngay. Quan công nghe cớ sự, giật mình sợ hãi, vội mặt giáp cầm đao lên ngựa, Mời hai chị lên xe Đánh thức hết quân hầu dậy Đang đêm kéo ra Quả nhiên Thấy quân sĩ đã bao dây bên ngoài Mỗi người cầm một bó đuốc chờ sẵn Ông tới thẳng chân thành Thì thấy cửa đã mở Vội thôi thúc quân đẩy xe ra khỏi Bây giờ hồ ba mới quay về quán dịch Hô quân phóng quả Quan Công đi được dài dặm Quay lại thấy lửa cháy rực trời rồi một đoàn quân rầm rộ đuổi theo. Tướng đi đầu là dương thực, lớn tiếng quát tháo. Bữa quan vũ, chớ chạy! Ông quay ngựa lại mắng rằng. Đồ thất phu đê tiện, ta với mày không thù quán gì, sao sai người phóng quả đốt ta? Dương thực múa giáo dục ngựa lại đâm, nhưng ông chỉ dung đau một hiệp, đã chặt thực làm hai khúc. Chú thích chém năm tướng rồi. Đọc tiếp. Quân sĩ quán sợ bỏ chạy tán loạn. Ông thúc ngựa đẩy xe đi gấp. Dọc đường nghĩ mà cảm ơn Hồ Bang khôn xiết. Chú thích. Sau này Hồ Bang theo về Lưu Quyền Đức. Đọc tiếp. Đi tới địa đầu Hoạt Châu, có người báo với thái thú Lưu Diên. Diên dẫn vài chục quân kỵ ra khỏi thành đón, quan công ngồi trên ngựa dương mình chào hỏi bây nay thái thú vẫn an khang chứ viên đáp kính chào tướng quân chẳng hay ngài đi đâu bây giờ tôi đã từ giả thừa tướng đi tìm gia huynh đây quyền đức ở bên viên thiệu mà thiệu là kẻ thù của thừa tướng lẽ nào người để ông qua đó vì đã có lời hẹn ước từ trước nay bến đò hoàng hà nơi quan ải có bộ tướng của hạ hầu đôn là tần kỳ trấn dữ e họ không cho tướng quân đi qua đâu quan công nói thế thì thái thú giúp cho một chiếc thuyền được chăng tuy có thuyền đó nhưng không dám cho mượn ông trách rằng mới hôm nào tôi viết nhan lương văn xú cũng là giải nguy cho túc hạ đấy nay chỉ nhờ một chiếc thuyền qua sông mà cũng tiếc nhau như vậy sao sợ hạ hầu đôn biết ác tôi mang tội ông biết lưu diên là đồ vô dụng bèn không hỏi mượn nữa cứ dục quân đẩy xe tiến lên khi tới cửa ải hoàng hà quả nhiên tần kỳ kéo ra hỏi chú thích đây là cửa ải thứ năm đọc tiếp ai đi đó ông đáp hán thọ đình hầu quan mổ đây đi đâu bây giờ? Ông tạm lấy lời ôn tồn đáp. Tôi muốn qua Hạ Bắc tìm gia huynh Lưu Quyền Đức, vậy xin tướng quân cho phép qua đò. Tần ký một mực hỏi. Công văn của thừa tướng đâu? Ông bực mình, nói thẳng. Ta có thuộc quyền tiết chế của thừa tướng đâu, mà phải lấy văn bằng. Ta dân lệnh hạ hầu tướng quân, trấn giữ ai này, người dù lắp cánh cũng không bay qua nổi. Quan công đùng đùng nổi giận mắng. Ta đã giết hết những đứa ngăn đường, ngươi cũng biết đó chứ. Mày chỉ giết được những hạ tướng vô danh, dám đụng vào ta chăng? Mày so với nhan lương văn xuống như thế nào? Tần Kỳ nổi giận, dục ngựa dung đao tới đánh quan công. Hai ngựa giao đấu chỉ một hiệp quan công đã chém tần Kỳ rụng đầu xuống đất chú thích chém tướng thứ sáu đọc tiếp rồi gọi lớn lên rằng kẻ dám cự ta đã chết còn quân sĩ bất tất phải sợ đừng chạy đi đâu hãy đem cho mấy chiếc thuyền để ta qua sông quân sĩ của tần kỳ vội kéo thuyền cặp bến ông mời hai chị lên thuyền qua sông qua được hoàng hà sang bờ bên kia, tức là tới địa phận của viên thiệu rồi. Bây giờ tính ra quan công đã qua năm cửa ải, chém chết sáu viên tướng vậy. Người sau có thơ khen rằng Niêm vàng treo ấn giả tàu mang Rong rủi tìm anh vượt núi ngàn Xích thố gió tung đường dạng dặm Thanh long lưỡi hạ tướng năm quan anh hùng nước tiếng trong hoàng vũ trung nghĩa lừng danh khắp thế gian một cánh tay đau vô địch thủ sử vàng ghi mãi khói hương lan nguyên văn quải ấn phong kim từ hán tướng tầm huynh giao vọng diễn đồ quang. mã kỳ xích thú hành thiên lý đào yển thanh long suốt ngũ quan trung nghĩa khái nhiên xung vũ trụ anh hùng tổng thử trấn giang sang độc hành trảm tướng ưng vô địch kim cổ lưu đề hàng mặt gian qua được đất tạo tê hạ bắc ông ngồi trên ngựa thở dài than rằng nào ta có muốn giết người dọc đường làm gì chẳng qua là sự bất đắc dĩ tào công khi biết tin ác sẽ cho ta là hạng người bội ân bạc tình đi đang vừa đi vừa nghĩ ngợi bỗng thấy một người cưỡi ngựa từ phía bắc đi tới, kêu lớn. Dân trường, hãy dừng lại. quan công gò cương nhìn kỹ, thì ra tôn càng, Ông hỏi. Từ hôm chia tay ở Nhữ Nam đến nay, tin tức ra sao? Càng cho biết. Sau khi tướng quân rút binh về, Lưu Tích, Cung Đô lại chiếm lấy những Nam, sai tôi qua Hà Bắc ước kết hiếu với dân Thiệu và mời quyền đức cùng mưu việc phá tạo không ngờ khi tới nơi tôi thấy tình trạng hạ bắc trắng ra gì các tướng thủ ghét lẫn nhau điền phong hiện còn bị giam trong ngục thư thủ bị truất không được dùng thẩm phối quách độ tranh quyền với nhau viên thiệu thì đa nghi chủ trương bất định tôi cùng lưu quản thúc bàn tính trước hãy tìm kế thoát thân hiện Hoàng Thúc đã bỏ sang giữ Nam hội hợp với Lưu Tích rồi. Sở tướng quân không biết, lại tới chỗ viên thiệu, có thể bị hại. Nên Hoàng Thúc sai tôi đoán đường đợi tướng quân mà báo. Mai thai được gặp ở đây. Vậy tướng quân mau mau về ngay giữ Nam gặp Hoàng Thúc. quan công bảo càng bái kiến hai phu nhân. Hai bà hỏi tình hình tin tức. Càng kể lại việc viên thiệu hai lần toan chém quyền đức và báo tin. Hiện Hoàng Thúc đã bỏ thiệu, thoát thân sang những năm. Phu nhân sắp được gặp mặt ngài tại đấy. Hai phu nhân nghe nói đều che mặt ứa lệ sụp sùi. Quan công bạn không qua Hà Bắc nữa, rẽ cương hướng những nam. Vừa đi được một quãng, bỗng phía sau các bụi tung trời. Một đoàn quân mã hùng hổ đuổi theo. Tướng dẫn đầu chính là Hạ Hầu đung lớn tiếng quát nạt. Bữa quan vũ chớ chạy đó chính là sáu tướng ngăn đường vừa uổng mạng một quân truy nã lại tranh phong chưa biết quan công thoát thân cách nào xin đọc hồi sau sẽ rõ lời bình của mao tôn cương trong thánh thán ngoại thư ta đọc mấy hồi này cũng khen cho cái nghĩa của tào tháo nhưng cũng không thể không than cái gian của Tháo. Khi quan công ra đi, Tháo tặng nào vàng nào áo, lại thân đi tiễn tống. Thế mà có mỗi một tờ giấy phép, lại tiếc không cấp cho. Giả sử quan công bị phục binh biển hỷ giết hoặc dương thực đốt chết, ác tháo sẽ nói Đâu phải tại ta, tướng lại giữ cửa họ giết đấy thế là mình vẫn giữ được tiếng ái hiền mà chỉ việc trách cứ bọn tướng lại về tội giết lầm là xong thật là gian hùng là kẻ tiểu nhân mà nói những lời quân tử thì tuy mặt quân tử rốt cuộc lòng vẫn giữ thoái tiểu nhân khiến cho người mới nghe một lời của tháo ai cũng vì chủ nấy đã vội khen để là tháo tốt bụng như quan công khen như thế khác nào xem qua không biết con trống con mái vậy văn thuật truyện cái khéo là mắt sẵn những môi dây như việc xảy ra trong thành Quỳnh dương đã được mắt môi dây sẵn ở trước cửa ải đông lĩnh đó là lối mắt môi dây trong vòng một hồi đến như việc quan công hiển thánh trên đỉnh núi ngọc tuyền thì đã sớm được mắc mối dây từ chùa Trấn Quốc. Đây là lối chấp nối qua mấy chục hồi vậy. Việc thứ nhất là việc trao thư nhà. Việc thứ hai là kể lễ tình quê hương. Đem việc nọ buộc chặt như việc kia. Tự sự khéo như vậy thì dẫu long môn sống lại cũng không hơn được vậy. Chú thích, Long Môn tức là sử gia tư mã thiên vì ông quê ở huyện Long Môn nên người ta gọi là Long Môn Tiên Sinh. Đọc tiếp. Đến hồi sau mới thuộc chuyện quan Công chém Thái Dương mà ở hồi này đã kể trước việc Thái Dương muốn đuổi quan Công. Việc lưu quá về theo quan Công còn cách mấy chục hồi nữa mà ở hồi này đã có đoạn kể việc lưu quá cứu hai vị phu nhân. Đây có thể gọi là gieo hạt giống năm trước, gặt hái năm sau vậy lại như quan công đi đường vội dã dọc đường hốt nhiên gặp một thiếu niên bỗng chốc gặp một cụ già chợt lại kẻ cường đạo hốt nhiên lại gặp một vị hòa thượng quả là lối văn điểm theo làng sóng động những việc tự nhiên xảy ra đã giúp cho những đoạn diệu văn chứ nếu cứ qua một cửa quan lại giết một tướng năm cửa đều xảy ra việc như nhau thì người đọc còn thấy thú vị gì. Từ hồi thứ 25 tới đây, tuy chỉ kể chuyện dân trường, nhưng cũng không lãnh đạm với quyền đức Trương Phi. Như khi dân trường đánh Trần Bạch Mã, bỗng nảy ra câu nói, giật đức lấy đầu thượng tướng trong trăm vạn quân như lấy giật trong túi. Tuy giật đức không xuất hiện lúc ấy, nhưng cái quai của giật đức vẫn như bao quát các tướng tạo. Đến như tin tức quyền đức Thì khi có lá thư từ Hà Bắc gửi sang Khi nghe lời cung đô nói trước trận Khi do tôn càng thuộc lại dư đường Tam quốc chí thật là một tự sự diệu phẩm vậy Chuyến đi này của quan công Có ba cái khó Bảo hộ xe hai chị mà đi ắt phải chậm chậm rong cương mà theo Chứ không thể trì khu một mạch như đi một mình như thế thì tuy có con ngựa thiên lý cũng không dùng được tài nó. Đó là một cái khó. Thứ hai, từ hứa xương ra đi phải qua bao lần quan ải, đường đầy trắc trở, chứ không phải chỉ có một vài chỗ mà hy vọng ở sự may mắn được. Thứ ba, nơi tìm đến lại là đất thù của Tào Tháo. Các tướng sĩ giữ ải ắt phải nghiêm ngặt gây gắt gấp bội không dễ dàng như ở chỗ nghiêng mình bái biệt đó là ba cái khó có ba khó khăn lớn như thế mà cuối cùng quan công thoát được thân tuy cũng có nhờ trời rung rủi và nhờ thần uy nữa nhưng cũng thật là kỳ công tóm lại nếu chí không quyết thì dù dễ cũng thành khó chí đã quyết thì dù khó cũng thành dễ vậy